Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mở đầu chương trình An ninh biển đảo hôm nay, xin kính mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi mục điểm tình hình hoạt động của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tuần qua. Những buổi học về pháp luật khu vực biên giới biển với người đứng lớp là các chú bộ đội biên phòng trong màu áo xanh đã trở nên quen thuộc với cô và trò trường Trung học phổ thông Cát Hải. Từ khi nhà trường và đồn biên phòng Cát Hải tổ chức lễ kết nghĩa vào năm 2012, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như ra quân làm sạch biển, thu gom rác thải góp phần bảo vệ môi trường biển, cùng tham gia tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gắn kết tình quân dân thắm thiết. Qua cái giáo dục pháp luật đó thì các em học sinh đã có nhận thức rất là sâu sắc về biển Việt Nam, về cái nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của mình trong cái việc là bảo vệ biên giới chủ quyền của biển đảo. Và đặc biệt là những đợt ra quân hãy làm sạch môi trường biển đã có sức thu hút rất là mạnh mẽ. Và qua những cái đợt đó thì chúng tôi cũng thấy rõ là các em học sinh rất là tự hào về các em được sinh ra và lớn lên tại đây. Các em đã tự làm chủ được chính cái mảnh đất quê hương của mình, cái bờ biển của mình. Và rõ ràng là những cái sự phối hợp của đồn biên phòng Cát Hải với trường Trung học phổ thông Cát Hải đã có kết quả rất là tốt đẹp. Đặc biệt, từ năm 2016, đồn biên phòng Cát Hải đã cùng trường Trung học phổ thông Cát Hải xây dựng mô hình biên cương hải đảo nghĩa tình. Học sinh nhà trường cùng các chiến sĩ đồn biên phòng Cát Hải đã dành ngày công thu gom phế liệu, bán gây quỹ hỗ trợ tặng các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Đây là một việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, giáo dục cho thế hệ trẻ biết yêu thương đùm bọc, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ những hoạt động thực tiễn tại hai đơn vị thì đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các thầy cô giáo cũng như toàn thể các học sinh nhà trường tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền theo tinh thần chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần thực hiện thắng lợi vào cái sự nghiệp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Từ những cách làm sáng tạo cùng với nhiều mô hình khác như mô hình an ninh liên kết tại bến Phà Gót, mô hình nâng bước em tới trường, mái ấm tình thương, đồn biên phòng Cát Hải đã xây dựng được khối biên phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biển đảo, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển vươn khơi. Ấn tượng dễ thấy khi đến với cảng cá Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên là những con tàu đánh cá công suất lớn hàng trăm mã lực của ngư dân. Được sự hỗ trợ về kinh phí của Nghị định 67 và vốn của gia đình, trong vài năm trở lại đây, ngư dân hai xã Lập Lễ, Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên đã đóng mới hàng chục chiếc tàu đánh bắt xa bờ. Công suất 830 mã lực, đóng được hơn một năm rồi. Cái đánh ở khu vực quanh đảo Bạch Long ấy, rồi tùy chỗ nào có thì mình đi. Dù có tàu to, nhưng ngư dân tại đây không đánh bắt riêng lẻ. Được sự vận động của chính quyền địa phương và trạm biên phòng Bạch Đằng, ngư dân tại cảng cá Mắt Rồng đã thành lập nhiều tổ tàu thuyền đoàn kết, cùng nhau ra khơi, chia sẻ ngư trường, chia sẻ thông tin, đoàn kết bảo vệ nhau trên biển. Bây giờ các ngư dân này đầu tư những tàu to này đánh bắt xa bờ, nghĩa đánh ở vùng biển Việt Nam. Nhưng mà đánh từ biên đánh vào thì bảo vệ biển đảo rất cũng rất là tốt. Tại vì là những thông tin kể các anh biên phòng, có thể là các anh ở trên bờ nhưng anh không thể phải biết là những tàu Trung Quốc đã vi phạm vào biển Việt Nam như nào. Chúng tôi là ngư dân, chúng tôi có thể ra trực tiếp và chúng tôi thấy là chúng tôi thông tin về cho biên phòng hoặc là đồn hoặc là trạm như này. Trong bối cảnh tình trạng tàu cá nước ngoài xâm phạm đánh bắt trái phép trên vùng biển Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp, nghề cá tại không ít nơi đang gặp khó khăn, thì những tổ tàu thuyền đoàn kết công suất lớn chính là niềm hy vọng phát triển kinh tế và là những tiền đồn di động của Tổ quốc trên biển. Cho đến nay thì chúng tôi đã xây dựng được 8 tổ tàu thuyền đoàn kết, là thành viên là các tàu đánh bắt xa bờ. Cái quá trình hoạt động trên biển thì các tổ tàu thuyền đoàn kết đã thường xuyên thông tin đến trạm kiểm soát biên phòng các cái tình hình trên biển. Ví dụ như là khi có tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền, trên cơ sở đó thì chúng tôi hướng dẫn để các cái tổ trưởng, tổ phó, tổ tàu thuyền đoàn kết biết tổng hợp tình hình, biết cách báo cáo là về nhận dạng, về tọa độ, về nghề nghiệp, về quá trình hoạt động như thế nào đối với chúng tôi. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi tổng hợp lại để báo cáo chỉ huy xin cái ý kiến chỉ đạo để xử lý kịp thời đối với tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của ta. Lá cờ Tổ quốc được Bộ đội Biên phòng trao tặng cho ngư dân vừa là lời nhắn nhủ tuân thủ pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, cũng vừa là biểu tượng của trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Lá cờ ấy sẽ theo những ngư dân vươn tới khơi xa, trở thành những cột mốc sống cho chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Kết thúc chương trình là phóng sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và đầy lòng nhân ái của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng trong chương trình Nâng bước em đến trường.
đi dân nhớ, ở dân thương, trong các cuộc kháng chiến cứu nước và chiến tranh giải phóng. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ không chỉ còn nguyên giá trị cho đến hôm nay, thời kỳ hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với những chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng cũng vậy, họ không chỉ luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng nhà máy ấm biên cương cho người nghèo, gia đình chính sách nơi biên giới hải đảo, giúp nhân dân các xã phường biên phòng vươn lên làm giàu chính đáng. Một chương trình mang tính nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trên địa bàn thành phố suốt 4 năm qua. Đó là chương trình Nâng Bước Em Đến Trường. Với hơn 200.000 người dân sinh sống tại 31 xã phường biên phòng trực thuộc 8 quận huyện của thành phố, những năm qua, đời sống của người dân trên địa bàn đã được cải thiện đáng kể trong sự phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên, trong khu vực biên giới biển hải đảo, trong những vùng sâu vùng xa, vẫn còn một số gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, như cha mẹ ốm đau, mồ côi cha mẹ, có em phải sống với ông bà, có em thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có công với nước. Từ một cuộc vận động của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với thanh niên Bộ đội Biên phòng, đến tháng 1 năm 2016 đã mở rộng ra trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng. Trong đó, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng là một trong những lực lượng thực hiện khá hiệu quả. Mặc dù trong thực tế hiện nay, vẫn có không ít những gia đình cán bộ chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng thành phố cuộc sống vẫn còn khó khăn. Song với tấm lòng nhân ái, tích cực hưởng ứng chương trình Nâng Bước Em Đến Trường nhằm giúp các em học sinh nghèo phấn đấu vươn lên trong học tập, từ cán bộ sĩ quan, hạ sĩ quan đến các chiến sĩ, hàng tháng đã trích từ lương phụ cấp, tiết kiệm từ tăng gia sản xuất lao động, để đến nay, trên địa bàn biên phòng thành phố đã tiếp nhận 52 em với mức hỗ trợ 500.000 đồng một em một tháng. Như vậy, mỗi năm có tổng số tiền là 312 triệu đồng để hỗ trợ các em. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng còn thường xuyên phối hợp với nhà trường, cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục vận động các doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, đồ dùng học tập cho các em, thăm hỏi tặng quà các dịp lễ Tết, khai giảng năm học mới, tổng kết năm học với số tiền hàng chục triệu đồng. Qua đó, vừa tích cực động viên gia đình và các em có thêm động lực vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức. Đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và nhà trường có biện pháp hỗ trợ giảm tiền học phí và quan tâm hơn trong công tác giảng dạy và quản lý các em. Khi các em ốm đau, quân y đơn vị phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám chữa bệnh ban đầu, cấp thuốc miễn phí và chuyển lên tuyến trên khi các em bị bệnh nặng. Chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, thực sự trở thành động lực điểm tựa để cho mỗi học sinh nghèo khu vực biên giới biển vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập. Đó là các em Nguyễn Thị Hồng Nhung, trường Trung học cơ sở Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, em Đỗ Hà Vi, trường Trung học cơ sở Đông Hải, quận Hải An, em Nguyễn Minh Hải Sơn, trường Trung học cơ sở Cát Hải, huyện Cát Hải. Nâng Bước Em Tới Trường của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đến thời điểm này thực sự không chỉ là một chương trình mang tính xã hội, tính nhân văn cao cả. Nó thực sự có sức lan tỏa rộng lớn và trong trẻo như nguồn suối mát trong lành chảy xuyên qua địa bàn các xã phường biên phòng của thành phố Cảng Biển. Để tiếp tục nuôi dưỡng, bồi đắp thêm tình yêu, động lực học tập của các em học sinh nghèo. Sự nỗ lực của các em đã không phụ niềm tin của những người lính mang quân hàm xanh, gia đình và xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Quý vị, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chương trình An ninh Biển Đảo. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.